Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023 diễn ra tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh vào tối hôm nay 19 tháng 2. Cụ thể, buổi lễ sẽ bắt đầu từ 20 giờ. Giống như mọi năm, lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023 dùng để vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất ở môn bóng đá ở Việt Nam, giải do báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức. Đáng chú ý nhất vẫn là danh hiệu Quả bóng vàng nam. Lúc này, Phạm Tuấn Hải đang là người được đánh giá cao nhất cho giải thưởng này. Tuy nhiên, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Hoàng Đức cũng được đánh giá cao. Năm 2022, Nguyễn Văn Quyết được bầu là chủ nhân của giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam. Tuy nhiên, việc Văn Quyết nhận quả bóng vàng gây nhiều tranh cãi nhất là khi tiến linh người giành quả bóng bạc được đánh giá cao hơn khi đóng góp lớn vào thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ở nội dung nữ, đương kim quả bóng vàng Huỳnh Như cũng là ứng viên số 1. Cô sẽ cạnh tranh cùng các đồng đội trên tuyển quốc gia như Kim Thanh, Bích Thủy, Hải Yến hay Huỳnh Như. Trong đó, thủ môn Trần Thị Kim Thanh được đánh giá sẽ tạo ra sự cạnh tranh gắt gao. Ngoài hai giải thưởng chính, Quả bóng vàng Việt Nam 2023 sẽ trao các giải thưởng cho nội dung phút cầu thủ trẻ nam và cầu thủ trẻ nữ. Danh sách đề cử được liệt kê dưới đây. Trước lễ trao giải quả bóng vàng năm 2023, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương cho biết không thể loại bỏ hết sự cảm tính trong việc bầu chọn giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2023 vì là giải thưởng bầu chọn nên đôi khi không thể tránh khỏi tranh cãi. Mới nhất, ở giải thưởng quả bóng vàng thế giới, người hâm mộ đã lên tiếng chỉ trích ban tổ chức ưu ái khi cho Lionel Messi đặt giải dù anh không có nhiều thành tích nổi bật trong năm những năm trước đây cũng có sự tranh cãi tương tự chia sẻ với b chuyên gáo giới a đoàn minh sương nhận định chúng ta không thể loại bỏ sự cảm tính ở các giải thưởng như quả bóng vàng việt nam đây là giải thưởng bầu chọn nên việc bầu chọn là sự yêu thích của mỗi người tôi nghĩ dù áp dụng biện pháp nào cũng không thể thay đổi được điều này bóng đá việt nam đang trong giai đoạn chuyển giao từ đội tuyển quốc gia tới cách tổ chức các giải chuyên nghiệp trong nước nên còn nhiều bỡ ngỡ dù thành tích đội tuyển không tốt nhưng ban tổ chức đã nỗ lực để tiếp tục trao giải cho các cầu thủ. Theo ông Sương, cả năm cầu thủ được đề cử ở giải thưởng của bóng vàng nam đều xứng đáng được giải. Tuy nhiên, ông cũng cho biết bản thân thức vì tiền vệ Dương Thị Vân không được đề cử ở giải thưởng của nữ. Cô ấy thi đấu rất tốt, là trụ cột của đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Mai Đức Trung nên việc không được đề cử là rất đáng tiếc. Còn ở giải thưởng cầu thủ trẻ của năm, chuyên gia đoàn Minh Sương đánh giá cao Thái Sơn hơn so với Đình Bắc. Thái Sơn tiến bộ rất nhiều, là trụ cột của đội tuyển quốc gia nên tôi hy vọng cậu ấy sẽ được xứng tên. Đến thời điểm này, top 5 ứng cử viên quả bóng vàng nam được xác định gồm: trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đang chơi cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đang thuộc biên chế câu lạc bộ Thể công Việt Theo, tiền đạo Phạm Tuấn Hải đang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội, thủ thành Văn Lâm đang thuộc biên chế Maryland Quy Nhơn Bình Định và hậu vệ Hồ Tấn Tài đang chơi cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Top 5 ứng cử viên quả bóng vàng nữ gồm: tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã thuộc biên chế câu lạc bộ Nữ Hà Nội 1, tiền đạo Huỳnh Như đang chơi cho LANK FC của Bồ Đào Nha, thủ thành Trần Thị Kim Thanh thuộc biên chế câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thủy đang chơi cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Phạm Hải Yến tiền đạo của câu lạc bộ nữ Hà Nội 1. Top 5 ứng cử viên quả bóng vàng Phúc San gồm Phạm Đức Hòa thuộc biên chế câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Nhan Gia Hưng đang chơi cho câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Châu Đoàn Phát cũng đá đá cho câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Lâm Tấn Phát đang chơi cho câu lạc bộ Sahako và Hồ Văn Ý thủ thành của câu lạc bộ Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Top 3 ứng cử viên cầu thủ trẻ nam xuất sắc, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc thuộc biên chế câu lạc bộ Quảng Nam, tiền vệ Khuất Văn Khang thuộc biên chế câu lạc bộ Thể công Việt Theo và Nguyễn Thái Sơn tiền vệ trụ của Đông Á Thanh Hóa. Top 3 ứng cử viên cầu thủ trẻ nữ xuất sắc, Ngọc Minh chuyên giang đá cho câu lạc bộ nữ Thái Nguyên. Vũ Thị Hoa đang thuộc biên chế câu lạc bộ nữ Hà Nội 1 và Vũ Thị Hoa đang chơi cho câu lạc bộ nữ Phong Phú Hà Nam. Top 3 ứng cử viên cầu thủ nước ngoài xuất sắc gồm Tiền đạo Bruno Cunha Cantan năm 2022 anh chơi cho Đông Á Thanh Hóa và mùa giải này chuyển sang khoác áo thể công Việt theo. Tiền đạo Jesus Silva Zern mùa giải 2022 anh chơi cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Hiện được cho LP Bank của Hoàng Anh Gia Lai mượn và tiền đạo Rafaelson Bezerra Fernandes từng chơi cho câu lạc bộ Bình Định và Thép Xanh Nam Định.